Trở lại với cái Lee Stories, những câu chuyện của Lee. Hôm nay nhân ngày được nghỉ, mình và một người bạn có một chuyến đi ra khỏi thành phố Munich. Để vào trung tâm thành phố thì tụi mình túm ngay em bus để đi, vừa tiện mà không phải chờ lâu. Mà bắt bus ở đâu á? Cứ bước chân ra khỏi ga tàu là xe của bộ á, đã đứng chờ sẵn tụi mình rồi. Vừa ra khỏi xe bus thì có mấy cửa hàng gốm thủ công xinh quá trời xinh luôn. Tụi mình xà ngay vào vô. Nhìn thấy mấy cái đồ này mà mình chỉ nghĩ sau này nếu có căn nhà riêng hay là có cái quán ăn riêng thì đây gần như là thứ đầu tiên, đầu tiên mà mình muốn tậu về. Mình nghĩ có mấy cái đồ này thì hẳn là bữa ăn trông sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn á. Nhìn mà mê luôn. Bông nurse thêm mấy chị ong bay 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 nha. Người ta nói có thực mới vực được đạo ấy, thì tụi mình áp dụng luôn lời dạy của ông cha nhé. Đây là quán khá nổi tiếng, mình sẽ để địa chỉ ở dưới cho bạn tham khảo thêm. Bình thường rất là mất niềm tin vào đồ ăn của Đức bởi vì nó hơi mặn so với khẩu vị của mình, mà ăn ở đây thiếu mỗi bước liếm đĩa các bạn ạ. Chỉ là một phần rất là nhỏ, bởi vì cái khe ô thì cũng rất
xem bên kia trước nhá. Chữ đây là một tên đường, và cái kiểu chữ đấy thì là một cái kiểu chữ rất là đức cổ, chữ đức cổ, cái phông chữ đức cổ rất là khó đọc, và nó có những cái chữ cái mà nó sẽ dễ dễ nhầm lẫn. Còn bọn mình đã đi dọc dòng sông Tô Nông, và dòng sông Tô Nông này thì ngày xưa nếu mà các bạn theo dõi mình ấy thì sống ở thành phố là nơi bắt nguồn của dòng sông Tô Nông đó. Cái thành phố đấy là Tô Nông hết sinh mình là nơi bắt nguồn của dòng sông Tô Nông, thì sẽ dòng sông Tô Nông sẽ chảy qua đây, và đây Đồng Quốc cũng là một thành phố nằm bên cạnh sông Tô Nông. Thank you.
Cái hình ảnh này các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều trong những cái làng ở châu Âu. Đây không phải là cái làng, bởi vì nơi đây cũng có là bao nhiêu 150.000 người, hơn 150.000 người sống ở đây, thì không phải ở cái làng nữa. Nhưng mà những cái thành phố này là những cái thành phố rất là cổ, và này Regensburg thì là không mưa nữa, là nơi sống, là nơi trú ngụ của rất là nhiều vị vua của Đức xưa. Mới đi bảo tàng gì lịch sử bang Bayern thì ở trong đấy nó có rất là nhiều cái câu chuyện về sự buồn của đời người khác sống ở đâu ấy, làm gì ở ngày nay. Thế nhưng các bạn muốn tham quan thì có thể đặt qua mình, không phải là giá luôn. Give me some time, stay for a while. Even in my dreams, come show me how. How are we supposed to rise and move? Nếu như có cơ hội thì các bạn nên ghé thăm Regensburg. Hôm nay mình nghĩ là mình không có gì để chối tiếp với cả cái quyết định nó mang tính không có kế hoạch như này cả. Là một nơi rất là đáng để đi, rất là đáng để xem. Rất là dễ thương, nhưng mà khá là dễ thương. Hôm nay bọn mình tiếc một cái là không được đi qua một vài nơi mà bọn mình đã dự định, mà gần như là đã xem được hết mọi thứ rồi. Một trong những cái góc mà để lại cho mình ấn tượng rất là nhiều thì trong này nó là cái nơi kiểu của thành phố, vì kiểu văn phòng này rất là quá nặng và trong rất là nhiều. Take me by the hand and show me why you're not here, why you're left here all alone. Give me some time, stay for a while. Even in my dreams, come show me how. How are we supposed to rise and move on? Give me some time, leave me alone. Give me some time, it's been a while, even as the months still pass on by, we're still learning how to move. Yeah. Thank you.